xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với môn lập trình PHP1. Ở trong bài đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về PHP. Ở trong nội dung của bài học, tìm hiểu về PHP là gì, cài đặt editor, tức là kỹ trình soạn thảo và server, tìm hiểu về chương trình Hello World, xem xét các thành phần cơ bản của mã PHP, bao gồm là comment, chú thích, variable là biến data types là ký liệu vân vân tìm hiểu về đô la và hai dấu đô la viết liền nhau xem xét các cái operator là toán tử Type conventions type conversions là ép kiểu trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 của bài học trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mô hình tổ chức client server thì lúc này thì chúng ta có cái phần client tức là sẽ chạy ở trình duyệt và khi nhập vào cái địa chỉ ví dụ là lms poly ed vn và gửi yêu cầu này tới cho server thì đây là cái phần ở phía server. Và server sẽ chứa hai cái thành phần rất là quan trọng. Đầu tiên là cái phần server uh, web chạy các ngôn ngữ như là PHP hoặc là Python hoặc là Java và cái phần server cơ sở dữ liệu là sẽ quản lý cái phần dữ liệu phục vụ cho ứng dụng web và lúc này sẽ lấy dữ liệu từ server cơ sở dữ liệu và trả về dữ liệu sau đó xử lý và trả kết quả về cho phía client là hiển thị ở trên cái trình duyệt cho người dùng câu hỏi đặt ra bb là gì much love dot là tung ra phiên bản PHP đầu tiên vào năm 1994. BB viết tắt của Hypertext Preprocessor là cái ngôn ngữ kịch bản scripting language mã nguồn mở open source. Là ngôn ngữ ở phía máy chủ tức là server side language để phù hợp phát triển cho các ứng dụng web và có thể nhúng các cái mã HTML và JavaScript cũng như là các cái nội dung web vào ở trong cái trang và đây là ngôn ngữ thông dịch. Vậy tại sao mà chúng ta cần phải học PHP? Vì PHP có thể là sử dụng cho nhiều cái mục đích khác nhau, tạo ra một cái website đơn giản, tạo ra một website phức tạp, là tạo ra các cái CRM, portal, tạo ra các hệ thống e-commerce Tạo ra các ứng dụng REST API, rồi các xử lý về ảnh, video, audio, và làm việc với tất cả các cơ sở dữ liệu. PHP là cái ngôn ngữ dễ học, dễ cài đặt, và đặc biệt là PHP có cái cộng đồng hỗ trợ lớn và làm việc lớn ở trên thế giới. Với PHP thì chúng ta có thể sử dụng các cái Content Management System, tức là các cái hệ quản trị nội dung rất là nổi tiếng trên thế giới như là WordPress, Magento, Drupal và OpenCart. Với các framework thì có thể sử dụng Laravel, Symfony, Code, C2, vân vân. Và đặc biệt là Laravel hiện tại là một cái framework ở trong PHP rất là nổi tiếng và phổ biến. Và BB có cái nhu cầu tuyển dụng rất là cao ở trên cái thị trường việc làm hiện nay. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về CB thì trước hết trước khi học PSP thì chúng ta cần phải có cái kiến thức cơ bản về HTML, về CSS và JavaScript và sau đó là tiến hành cài đặt PSP thì để có thể làm việc được thì cần cài đặt một trong các cái bộ công cụ tức là wam, lam, mam hoặc là sam. Các ứng dụng BSP sẽ là tuân thủ theo mô hình client server. Thì đầu tiên là chúng ta có thể là sử dụng thì cập tới các cái ứng dụng BSP thông qua là trình duyệt và gõ vào cái nội dung thì gửi yêu cầu này tới cho server. Thì lúc này chúng ta cần phải cài đặt Apache HTTP server và với Apache HTTP Server có thể là xử lý các trang PHP được tạo ra và cái kết quả phản hồi về trở lại thế thì Apache thì đây là một cái web server và hỗ trợ xử lý cho PHP và PHP đây là cái thư viện giúp là chạy các mã PHP MySQL là cơ sở dữ liệu để lưu trữ các cái dữ liệu mà chúng ta tạo ra và phục vụ cho ứng dụng là PHP MyAdmin là Ứng dụng quản trị để là có thể truy cập và quản lý cái phần cơ sở dữ liệu được quản lý ở trong là MySQL. Để tạo ra các ứng dụng BSP một cách là nhanh chóng và dễ dàng thì chúng ta cần phải cài đặt đó là IDE. Integrated Development Environment. Thì đây là cái môi trường phát triển tích hợp là tích hợp cho chúng ta rất là nhiều các công cụ cần thiết hỗ trợ cho cái quá trình phát triển các ứng dụng BSP và có nhiều cái ID nổi tiếng và phổ biến hiện nay hỗ trợ cho PHP như là Eclipse, Visual Studio Code. Thì đây là cái bộ rất là mạnh mẽ và mã nguồn mở miễn phí của Microsoft và quý nghị là các bạn có thể nên nên dùng cái bộ công cụ Visual Studio Code này và NetBeans, Supply Test và PHPStorm. Storm Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét một cái đoạn mã PSP. Thì để có thể là chứa cái nội dung mã PSP thì chúng ta cần phải tạo ra một cái file với cái phần mở rộng đó là PSP. Và ví dụ index.psp, context.psp thì cái phần mở rộng của file đó là phải là PSP và PSP. Và để có thể nhúng các cái nội dung xử lý của mã PSP thì cần phải đặt ở trong cái cặp đó là dấu nhỏ hơn và dấu hỏi sau đó là PSP và để kết thúc là bằng dấu hỏi và dấu ngoặc đóng như thế này ở trong trường hợp là có thể khai báo chuyển đổi thành cái dạng viết rút gọn đó là dấu nhỏ hơn dấu hỏi và dấu hỏi dấu lớn hơn và các cái nội dung mã PSP sẽ được đưa vào ở bên trong này thì lúc này có thể là cần phải thay đổi ở trong cái phần cấu hình này tức là short open tab là bằng off hoặc là on để có thể là sử dụng được. Để có thể là giải thích cho một cái đoạn xử lý hay là mô tả một cái phần xử lý nào đó thì chúng ta cần dùng tới các cái chú thích là một phần của cái mã lệnh chương trình và sẽ không được biên dịch ở trên server và chỉ dùng cho các cái lập trình viên hay là chỉ dùng cho con người chúng ta có thể là đọc các cái nội dung này và lúc này thì chúng ta có hai cái dạng đó là chú thích thêm một dòng thì đây là chú thích trên một dòng thì một là xịt xịt hai là dấu thăng như thế này thì đây là cái chú thích trên một dòng và có thể tạo ra chú thích trên nhiều dòng là mở xịt và sao sao và xịt để kết thúc và các cái nội dung chú thích sẽ được đặt ở trên nhiều dòng khác nhau để có thể hiển thị giá trị ở trên trang PHP thì chúng ta có thể là sử dụng echo hoặc là print và mỗi lệnh sẽ kết thúc bằng dấu chấm phẩy ví dụ như echo sau đó là cái nội dung sẽ hiển thị đây là một cái chuỗi thì nội dung chuỗi sẽ được đặt ở trong cặp dấu nháy kép và cặp dấu nháy kép đây là cái phần nội dung của chuỗi và echo sẽ không trả về giá trị và có thể là sử dụng hoặc là không có ngoặc đơn hoặc là có ngoặc đơn thì trong trường hợp này là chúng ta đã bỏ cái phần ngoặc đơn và ở trong tình tình huống là chúng ta có thể là sử dụng là thêm vào dấu ngoặc và có thể là truyền nhiều chuỗi và các cái chuỗi phân tách nhau bằng dấu phẩy và ví dụ một số ví dụ về hiển thị đó là echo hello world chấm phẩy print hello world chấm phẩy lệnh xuất thứ hai mà chúng ta có thể dùng để hiển thị đó là lệnh print và lúc này thì sẽ hiển thị hello và chấm phẩy print sẽ dùng in chuỗi ở trên nhiều dòng biến hay là mảng. và thay thế cho echo nhiều lần để có thể hiển thị kết quả đầu ra được sử dụng có hoặc là không có dấu ngoặc đơn thì lúc này chúng ta có thể lập thêm vào dấu ngoặc đơn như thế này trả về giá trị là số nguyên và không thể truyền theo nhiều đấu số không thể truyền nhiều đấu số vào cho print giống như echo và in chậm hơn so với echo ở trong quá trình xử lý mã BSP thì chúng ta cần lưu các cái giá trị thì cần phải tạo ra các biến là các cái vùng nhớ mà dùng để lưu giá trị ví dụ như chúng ta có thể hình dung là vùng nhớ là dũng là một cái vùng bộ nhớ ở trong bộ nhớ máy tính của chúng ta và dùng để chứa các cái giá trị và để quản lý vùng nhớ này thì cần phải là tạo ra biến và biến là một cái tên mà chúng ta gán và dùng để lưu trữ để đọc các cái giá trị của vùng nhớ và để có thể khai báo biến ở trong PHP thì cần phải sử dụng dấu đô la và xác định là tên của biến và có thể gán giá trị cho biến bằng cách là dấu đô la tên của biến và dấu bằng đây là giá trị và được gán cho biến có nghĩa là giá trị này sẽ được lưu vào trong vùng nhớ được quản lý bởi biến và chấm phẩy để kết thúc câu lệnh Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét khái niệm về data type tức là kiểu dữ liệu sẽ xác định loại dữ liệu nào sẽ được lưu vào cho biến và xem xét một số các cái kiểu dữ liệu phổ biến của PHP đầu tiên đó là kiểu in đó là kiểu số nguyên thì lúc này chúng ta có thể là tạo sao biến my int và gắn giá trị 1234 thì đây là cái giá trị số nguyên và tiếp tục là gắn giá trị 0b10 b tức là binary và đây là một cái hình thức viết theo các cái hệ số khác nhau và đây là cái hệ nhị phân và 1001 thì đây là cái hệ mà chỉ chứa hai cái số đó là 1001 và tiếp theo thì có thể là gắn giá trị với cái hệ opto và hệ opto thì chúng ta viết số 0 ở trước và các cái giá trị là từ 0 cho tới 7 được viết tiếp theo đây là hệ opto là hệ cơ số 7 và tiếp tục là hệ hexadecimal tức là hệ là thập lục phân thì lúc này chúng ta sẽ có là số 0 và chữ x và tiếp theo là các cái giá trị ở trong hệ hexadecimal. Kiểu dữ liệu thứ hai đó là kiểu dữ liệu float là kiểu dữ liệu dấu chấm đồng và tạo ra biến gán giá trị 1.234 thì đây là các cái giá trị thập phân và chúng ta gán vào cho biến my float và tương tự như vậy thì có thể là gán giá trị 3 a2 thì tương đương với 3 nhân cho 10 mũ 2 thì bằng được cái giá trị đó là 300 thì lúc này chúng ta viết theo cái ký hiệu khoa học tức là A và ở trong trường hợp này thì có thể viết theo cái ký hiệu đó là A cộng 2 hoặc là có thể viết là A 3 trừ 2 trừ thì có nghĩa là có nghĩa là sẽ tương đương với 13 nhân cho 10 mũ trừ 2. Kiểu dữ liệu thứ ba được hỗ trợ trong PHP đó là kiểu Boolean, tức là kiểu luận lý thì mang cái giá trị true và false. Thì ở đây là true là đúng và giá trị thứ hai đó là giá trị false là giá trị sai. Kiểu no là kiểu với cái giá trị và chỉ có giá trị duy nhất đó là giá trị nô no, tức là biến sẽ được thiết lập với cái giá trị nô no. và lúc này thì chúng ta có thể là gắn my nô và cộng với không thì cũng ra được là giá trị nô no và có thể là kiểm tra thì ở đây thì chúng ta có thể là kiểm tra một cái giá trị nô no với một cái giá trị true thì sẽ ra được cái kết quả đó là false Tiếp theo chúng ta sẽ xem sang default values tức là các cái giá trị ngầm định thì kể từ BSP8 biến phải được định nghĩa trước khi sử dụng thì lúc này chúng ta lưu ý là ví dụ ở đây thì biến my definition gán giá trị thì khi gán giá trị này thì có nghĩa là chúng ta đã định nghĩa biến và có thể sử dụng biến để là truy cập tới các giá trị được lưu ở trong biến hiển thị ra my definition tuy nhiên là với biến my undefinished undefined thì lúc này sẽ gây ra một cái lỗi thì do là biến này chưa gán giá trị và chúng ta không thể là truy cập tới cái giá trị của biến và tương tự như vậy với cái PSP trước PSP 8 thì có thể là truy cập tới biến my undefined và sẽ tạo ra một biến và gán giá trị nô vào cho biến và không gây ra lỗi tuy nhiên đối với lại PSP 8 thì chúng ta cần phải là khai báo biến trước khi sử dụng biến đó. Kỳ dữ liệu string là kiểu dữ liệu chuỗi là kiểu dữ liệu phổ biến ở trong quá trình lập trình BSP. Các cái giá trị chuỗi sẽ được đặt ở trong dấu nháy đơn hoặc là dấu nháy kép và các cái biến không được phân tách cú pháp ở trong chuỗi thì chúng ta có thể là dùng dấu nháy đơn. Ở trong trường hợp này là có thể dùng dấu nháy đơn hoặc là dấu nháy kép. Tuy nhiên ở trường hợp là dùng dấu nháy đơn thì các cái nội dung xử lý ở bên trong sẽ không được phân tách và sẽ hiển thị ra nguyên các nội dung này và ví dụ là sử dụng hello và đưa vào đô la c thì đô la c nếu mà chúng ta sử dụng dấu nháy kép thì sẽ hiển thị ra đó là hello world tuy nhiên là khi sử dụng dấu nháy đơn thì toàn bộ các cái nội dung ở trong phần giữa này sẽ không được phân tách và sẽ hiển thị nguyên cái nội dung hello Dolasie như thế này. Các cái hành động xử lý chuỗi bao gồm là nối chuỗi sẽ dùng dấu chấm để thực hiện là nối chuỗi và cho phép là kết hợp hai chuỗi và có thể sử dụng toán tử chấm bằng để là nối và gắn nối chuỗi bên phải với biến bên trái và lúc này chúng ta có ví dụ đó là hello và tạo ra biến hello sau đó là sử dụng dấu chấm để thực hiện nối chuỗi a được lưu chuỗi được lưu ở trong biến a với chuỗi world và sẽ tạo thành chuỗi đó là hello world trong trường hợp là có thể sử dụng toán tự gắn nối chuỗi theo cái dạng đó là viết rút gọn như thế này làm đô la a bằng với world thì sẽ tạo ra một chuỗi tương tự đó là hello world như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn